Rồi mời em. Bịt mặt hơi khó chịu cho nên Hồng lên tiếng luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mới lên tiếng nha. Rồi, chào em trai. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Bato moshimasu. Ima Nijiwa Tisai de Ho Chi Minh City ni sunde imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimete sankha shimasu node chotto shinbai desu. Nguyên cái Nhật nè, cứ nghe cái gì đó mà bão tố diện trọng nữa là có thành phố Hồ Chí Minh gì nữa. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Duy Bảo. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì là em do là lần đầu tiên tham gia cái chương trình này nên có một chút hồi hộp. À, tại sao mình lại giới thiệu bằng tiếng Nhật? Dạ, đó là điểm mạnh của em vì em làm việc trong công ty Nhật cũng như học tiếng Nhật nên em biết tiếng Nhật. Em làm công ty Nhật được bao lâu rồi? Dạ, em làm công ty Nhật được 2 năm rồi. 2 năm, mình làm về ngành gì? Em làm bên dự toán, nếu mà nói về tiếng Việt là sẽ bên dự toán. Thì là bên Nhật sẽ gửi về bản vẽ và em sẽ dự toán móc tách công trình đó ra. Ừ. Coi sẽ hết bao nhiêu tiền rồi gửi lại cho mình. À, là mình đang làm cho công ty người Nhật luôn. Em đang làm công ty Nhật. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28, quê mình ở đâu nè? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em gái cảm xúc như thế nào về tràn giới thiệu tiếng Nhật của bạn trai bên kia? Thấy vui tai hả? Chứ đâu có hiểu gì đâu đúng không? Vui thôi, nghe mà không hiểu. À rồi, giờ tới phiên mình giới thiệu nè. Dạ, em tên là Trâm, năm nay 23 tuổi. Em hiện là chuyên viên kế toán của công ty VOC. À, Trâm, Trâm quê ở đâu Trâm? Dạ, em quê ở Đồng Nai. Mình lên đây lâu chưa? Dạ, em lên từ khi là 18 tuổi. Từ lúc 18 tuổi đến giờ? Dạ. Hôm nay mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với dì và bà ngoại. Ừ, vậy ba mẹ mình vẫn ở dưới quê. Dạ, đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Trâm? Ừ, nếu mà có điểm mạnh thì em biết nấu ăn, vui vẻ và hòa đồng. Điểm yếu thì nhiều khi thẳng tính quá cũng là điểm yếu của em. Thẳng tính quá cũng là điểm yếu của mình ha. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của em đó là em nấu ăn không có được ngon, hơi chậm một chút xíu trong mọi hoạt động tí. Ví dụ như là đi tắm hoặc là hòa đồng thì hơi lâu so với mọi người tí. Tắm bao lâu? Nửa tiếng. Tắm làm gì ở chỗ mà nửa tiếng? Em ngồi suy nghĩ thì... Suy nghĩ gì trong buồng tắm? Nói chung là suy nghĩ nhiều khi trong công việc á, nhiều khi làm về có thói quen suy nghĩ lâu xíu rồi. Sao không đi ra ngoài lên giường nằm suy nghĩ rồi suy nghĩ trong buồng tắm? Thì không biết nữa, đó là thích vậy. Thích vậy. Là có những mình vội xong cái mình thoa xà bông lên, cái mình để đó mình đứng vậy. Dạ, ngồi suy nghĩ tắm. Ngồi luôn. Không, đứng rồi có tắm không hay là đứng suy nghĩ vậy thôi? Cứ quà hoài vậy đó hả? Cứ chà hoài. Xong rồi cái suy nghĩ. Xong rồi đã thôi ra thì thấy tới nửa tiếng mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thì bình thường em tắm mất bao lâu thời gian cưng? 15 phút. Trời ơi, chị tắm nhiều khi có 5 phút thôi đó. Nếu mà tắm thì nó không suy nghĩ gì, chúng trong khoảng cái thời gian đó. 10 phút là tối đa rồi. Dạ. Tắm mà bình thường tắm cái người là 5 phút, gì nào có gội đầu nữa mới ra 10-15 phút. Còn không thôi trời ơi, 30 phút lâu quá. Em mốt nhớ rình coi ổng làm gì trong buồng tắm nha không? Rồi, có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì em chỉ thấy bình thường, chỉ sợ những động vật mà nhiều chân như con rết, con gián thì sợ. Không có chân có sợ không? Sợ con rết, con gián thôi chứ rắn không sợ hả? Dạ không, những động vật mà nhiều chân thì mới sợ. Nhiều chân mới sợ. Rết, rắn, rắn thì không sợ, nhưng mà rết, người kia, gián, nhiều chân thì sợ. Vậy hả? Thế còn em có tật xấu gì không? Ham ngủ. Ham ngủ. Ngủ là ham sao? Cụ thể là ham như thế nào? Nếu như không có việc gì thì thích ngủ nhiều hơn. Ừ, một ngày thường em ngủ bao nhiêu tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng là bình thường, mới là trung bình. 8 tiếng này cũng hơi 7 tiếng là vừa. 8 tiếng hơi nhiều nhưng mà vậy cũng đủ sức khỏe thôi, đâu có gì ham gì đâu. Nói chung là rảnh là... Rảnh là ngủ. Là cuối tuần nghỉ làm là ở nhà là ngủ. Chơi với mấy em rồi ở nhà ngủ. Ngủ, không có đi đâu chơi ở ngoài hết. Bạn bè rủ thì đi, không rủ thì ở nhà. Rồi về tình trường thì sao? Em có 2 mối tình. Cái mối tình... Cách đây cũng gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Mối tình mới quen được bao lâu? Mỗi mối tình 3 năm. 3 năm là cũng dài mà sao không tiến tới được hôn nhân? Sao chia tay? Không hợp về tính cách chị. Không hợp tính cách thì đã 1 năm là đã thấy rồi chứ sao kéo dài tới 3 năm dữ vậy? Khi yêu rồi mình đâu có thấy cái sự khoảng cách đó nó gần lắm, mà càng ngày cái tình cảm nó nhạt dần thì mình thấy nó xa hơn. Khi thấy không hợp là tự động hai bên chia tay với nhau. Dạ đúng rồi. Rồi suốt 2 năm nay lý do tại sao vẫn không có người nào? Không cùng chí hướng, với lại không có cùng chung đạo. À, là em có đạo. Dạ. Rồi để trước tiên hỏi bên đây trước chứ, để không cùng chung rồi lại chia tay nữa mất công mất tốn thời gian. Em có đạo gì không? Dạ em bên đạo Thiên Chúa. Vậy là vô rồi.
Hồi là đăng ký tham gia chương trình là có yêu cầu phải không? Dạ có. À, vậy là chắc là chương trình cũng đã cố gắng tìm hai bạn cùng đạo để ghép với nhau. Để thật sự có nhiều bạn lên đây hợp lắm luôn, nhưng mà cuối cùng cũng không đi được tới nơi tại vì khác đạo. Rồi nói được nhưng mà cuối cùng về cũng không được. Cho nên cái này cũng là một cái khó khăn. Vậy là trước tiên là hai bạn có một cái điểm cộng rồi đó. Dạ. Chưa thấy mặt nhau nhưng mà thấy cùng đạo là được rồi đó. Thế còn em, tình trường mình dạ, sao? Tình trường của em thì chủ yếu là em quen từ thời học sinh sinh viên. Thời đó thì em quen không có nghĩ tới tiến tới hôn nhân. Nên quen một khoảng thời gian thì nói chung là đi làm riêng thì mỗi người mỗi chi nhánh công ty riêng riết là cũng xa nhau. Một khi em đi làm bên công ty Nhật thì cái nguồn thời gian nó cứ gò bó, nó cứ theo riết em làm hết là cũng không nghĩ là sẽ có kiếm bạn gái này kia. Nên bây giờ vẫn như vậy. Vậy là rút cuộc là giờ có mối tình nào chưa? Dạ tới bây giờ thì vẫn chưa, chỉ có thời sinh viên thì có thôi. Chứ bây giờ đi làm thì tại vì trong của em là công ty Nhật và Nam nhiều á, cho nên là cũng không có đối tượng để quen mà làm hết. Không thì chị hiểu, tại vì chị cũng đến Nhật 5-6 lần rồi. Nhật là áp lực công việc họ làm dữ lắm. Bởi Nhật họ không làm tính theo thời gian mà họ tính theo công việc. Khi nào bạn làm hết công việc thì thôi, chứ không có như về. Ủa vậy rồi bây giờ nếu có bạn gái, có thời gian dành cho bạn gái để hẹn hò đi chơi không? Dạ được chứ, tại vì bên em thường nếu mà có tăng ca thì cũng tầm 6-7 giờ, 7, là 7 giờ là xong rồi. Có rồi có nghỉ cuối tuần không? Cuối tuần thì em chỉ được nghỉ chủ nhật, thứ bảy thì được nghỉ cách tuần, vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Vậy là nhưng mà 4 chủ nhật là nghỉ. Bốn chủ nhật là em được nghỉ nên có thể đi chơi cũng được. Có thời gian đi chơi. Ai nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật thôi cũng được. Tối thật ra làm tới 6-7 giờ về tắm rửa vẫn đi chơi được. Vẫn đi chơi. Với điều kiện tắm nhanh nhanh hơn chút thì giờ đi chơi được nhiều hơn chút. Dạ chắc là nếu mà có mục đích thì sẽ ví dụ có hẹn thì em sẽ nhanh hơn, còn nếu mà rảnh trong đó lâu lắm không biết mấy giờ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào, em muốn tìm người bạn trai ra sao? Cao tầm khoảng 1m65 trở lên được. Bên này cao dữ lắm, bên này dư á, bên này phải không? Dạ em cao trên 1m65, 1m7. Này cao cỡ 1m7 chị thấy cao hơi tròn tròn. Ừ đúng luôn. Rồi gì nữa không? Hiền tí. Hiền, anh này hiền, chỉ là chưa có bạn gái. Em có ngại quen với người mà chưa có kinh nghiệm trong tình trường không? Không, chị cái đó về sau dễ chỉ. Dễ chỉ hả? Yeah. Chịu chỉ người ta luôn hả? Dạ. Yeah. Ủa rồi nó nghe nè, vậy là đó giờ không có mối tình nào vậy rồi có được hôn nắm tay ôm bạn gái gì chưa? Thời sinh viên nắm tay có mà hôn thì chưa có. Chưa có. Tay đi chơi thì có. Dạ. À, hiện giờ là trong cuộc đời em đã hôn ai chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa hôn ai. Ơi, không có đi chơi đồ kia bậy bạ gì chứ. Không, em đi làm xong rồi về nhà đọc sách xíu ngủ. Trời ơi. Không có kinh nghiệm, em nói là em nói em chỉ người ta nha. Em hứa nha. Dạ. Yeah. Rồi thí dụ đêm tân hôn rồi có biết làm gì không trời? Dạ, cái đó chắc biết chứ. Sao em biết được? À, nói chung là chắc có gần quá, em tìm hiểu em sẽ biết. Đã đi Nhật lần nào chưa? Dạ chưa, mà chắc cũng sắp năm sau rồi. Em tìm hiểu đi, Nhật giỏi lắm mấy cái chuyện phòng the nha cưng nha. Rồi, em có hình ảnh gì không? Để chị xem. Dạ có. Em có đem hình ảnh gì của mình theo không cưng? Dạ có. Nhưng em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một bạn gái là trước nhất là có đạo là sẽ tốt hơn. Có đạo rồi thì yên tâm. Thứ hai rồi. Là ngoan, hiền với lại... Ngoại hình thì sao cũng được. Sao đơn giản quá vậy? Dạ tại vì em tính cũng đơn giản, em chỉ thích tính cách bạn nữ là hiền rồi ngoan, rồi nói chung là nếu mà có giận thì cũng đừng có giận lâu quá. Đừng giận thì ăn thua em năn nỉ người ta thôi. Dạ, ủa mà sao cái hình này nó mờ quá vậy? Dạ tại vì cái hình này chụp khá lâu. Chắc cũng 7 năm này và 10 năm rồi. Dạ, lâu lắm mới đi chơi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ chắc cái này cũng tầm phải 5-6 năm. Rồi đó, tôi nhìn đây về vậy mà tôi còn không biết ổng là ai nữa. Vậy mà nhiều khi bên đây người ta nhận được, ta gọi là linh cảm của phụ nữ. Đó, mời em tìm ảnh. Đây, mời ảnh tìm em. Trời ơi, năm cô gái xinh vậy biết chọn cô nào. Có một cái đặc điểm gì nhận dạng cho người ta về dễ nhận dạng ra mình không nè? Một đặc điểm nhỏ nhỏ. Lon. Ở bên đây có đặc điểm gì cho bên đây nhận dạng không nè? Dạ, chắc là cười. Cười. Còn bên tròn bên cười. Điểm đi. Ủa anh nào cũng cười hết á. Năm anh, có anh không cười thôi, bốn anh cười. Bên đây năm cô. Trời tôi đưa tấm hình có năm người giống nhau luôn ha. Em thấy cái năm người này giống nhau quá nên. Nhưng mà kìm kiếm đi, cổ tròn đó, năm cô nào cũng tròn. Dạ. Chọn ra được anh nào chưa? Mình thích anh nào? Anh này. Dạ. Ok, rồi để đó đi, tôi không biết phải không nữa. Thì ra năm người chọn cô nào? Giống nhau, chọn bạn này. Chọn bạn này, lý do tại sao chọn bạn đó? Thì cũng khó chọn quá, tại em thấy năm bạn giống nhau. Em phân vân bạn này đó, này nhưng mà thôi em chọn bạn này. Vậy á hả? Dạ. Hai bạn trớt quớt hết trơn à. Rồi. Xin mời các bạn hãy nhìn xem sự lựa chọn của mình hôm nay có chính xác hay không nha. Chúng ta nhìn nhau qua cánh cửa trái tim này sẽ được mở ra. Hỏi nhau coi hình đúng không chứ còn tôi nhìn tôi cũng không biết luôn đó. Cái này đúng không? À, không phải, mặc áo màu xanh dương. À, đây.
Đó đó hả? Dạ. Sao chị nãy giờ chị nhìn chị cũng tưởng nó bạn này luôn á. Tại ra hình nó chụp lâu rồi à. Lâu rồi ha. Còn bên đây. Dạ, bạn này à. Ờ, người ta tròn rồi mà còn chỉ cái cô kia, cô này đâu có tròn đâu. Bạn này sao? Dạ, cái này là một quà em chuẩn bị cho tặng cho bạn á. Dạ sao không tặng? Trời ơi. Ở trong cái đó là cái lịch năm 2020 sẽ được khắc trên gỗ. Hả? Em hy vọng là nếu mà em với bạn có duyên với nhau. Lấy ra chị coi với coi sao lạ vậy. Lịch mà khắc trên gỗ. Dạ, khắc trên gỗ đa diện. Thì nếu mà em hy vọng là em với bạn mà có quen với nhau á, thì những kỷ niệm đáng nhớ mình có thể khoanh vô. Mình sẽ có những cái kỷ niệm riêng cho em. Ở đâu bán hay vậy em? Dạ cái này em đặt mua riêng thì mới có, chứ bình thường ở những chỗ khác thì cũng sao không có. Đẹp, một món quà rất là giá trị ha, rất là kỷ niệm. Rồi, cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi cánh cửa này mở ra là như thế nào? Dạ nói chung là em nhìn bạn thì em thấy bạn rất là hiền và rất là có một cái gì đó dễ mến, có nét thân thiện, em rất là thích. Có sự rung động nào trong người chưa? Dạ có ạ. Nhưng... còn em gái? Nhìn ảnh được. Được. Dạ. Đơn giản, phụ nữ một chỉ được là được rồi, mà không được là thôi. Được rồi, bây giờ cho hai bạn thêm nhiều thời gian để tìm hiểu, tâm sự với nhau rõ hơn về công việc ha, quan điểm tình yêu, rồi bàn chuyện hôn nhân gì đó. Hẹn hò sau hai bạn cứ tìm hiểu cho kỹ với nhau nha. Dạ. Vậy tôi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Món ăn này có tên là can kiểu quản cây, có nghĩa là cà ri xanh với gà. Đây là một món ăn của Thái Lan ha, nó khác với những món cà ri Ấn Độ hay là cà ri của Nhật Bản. Thì đây là món cà ri đặc biệt của ẩm thực Thái Lan. Món ăn được kết hợp từ những loại nguyên liệu được chọn lựa rất là kỹ càng, như là cà pháo xanh nè, gà tím nè, thịt gà tươi nè, rồi rau quế và sốt cà ri xanh, đặc biệt mang đến cho thực khách những món ăn rất là độc đáo và khác lạ, đậm chất Thái Lan. Rồi, vừa ăn vừa thưởng thức ha, vừa nói chuyện với nhau. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi, mời hai bạn. À, xin chào em. Dạ, chào anh. À, bình thường thì em có sở thích gì đi đâu chơi ngoài công việc của mình ra? Em thích đi xem phim với đi du lịch ở một số nơi mà mình gọi là mình chưa tới. À, anh cũng vậy. Thường nếu mà sống một mình, đi xem phim một mình, người ta cũng hỏi cũng kỳ. Anh thì cũng hay thích xem phim vào những dịp cuối tuần á. Dạ. Thì hy vọng là nếu mà mình được tiến với nhau thì anh sẽ có người xem phim chung. Dạ. Để cho bên bán vé khỏi hỏi, tại vì anh cũng hay đi xem phim lắm. Dạ. Em dùng bữa trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Nhà của em ở Trâm đúng không ạ? Dạ em. Nhà của em thì có mấy anh chị em? Nhà em có 5 người. Nhà em có 5 người. Em hiện tại đang sống với gia đình ạ. Em đang sống với dì với bà ngoại. Nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh thì có hai, một anh chị, một anh với một em. Anh của anh thì cũng đi làm bên xưởng gia đình. Em của anh thì bây giờ nó học xong đại học rồi. Thì không biết là em có thích học tiếng Nhật không ạ? Em không có năng khiếu học về anh, ngoại ngữ. Không sao đâu, nếu mà có gì thì anh sẽ chỉ. Nói chung là tiếng Nhật thì cũng khó, nhưng mà nếu mà mình cứ bỏ thời gian chút thì sẽ biết thôi. Dạ, em cũng chờ cả ngày anh dạy em để em nói chung với anh cho vui. Cái gì hai đứa cùng gọi là, nếu mà lâu dài thì mình có khả năng đi du lịch đó cũng được. Đúng rồi. Dạ. Bên của em là thường thời gian rảnh của em là khi nào trong tuần đó? Nói chung là em làm từ thứ hai cho tới thứ bảy. Em rảnh chủ nhật. Thứ bảy rảnh chủ nhật và anh cũng rảnh chủ nhật. Em có quan điểm gì về em với anh? Tự nhiên về quan điểm của em về tình yêu thì thế nào? Yêu thì quan điểm của em là thủy chung. Với lại chung. Mình xác định yêu là mình phải cưới. Anh cũng giống quan điểm của em. Không nên yêu lâu quá. Tại vì nhiều khi mình yêu lâu quá nó sẽ bị nhạt. Dạ. Với lại khi mà mình tiến thân với một ai đó thì mình nên xác định hôn nhân. Anh cũng không phải lớn tuổi lắm, nhưng mà anh khi mà quen với ai thì anh sẽ xác định tới hôn nhân. Nếu mà quen nhau thì anh tầm khoảng bao lâu thì anh cưới được? Anh thì khoảng tầm 1 tới 2 năm là sẽ được, không biết em thì thế nào? Em cũng tầm khoảng đó. Anh thì yên tâm, anh thì quen là có ý định tiến tới hôn nhân, chứ không phải là quen kiểu là để chụp hình Facebook. Không, em không xài Facebook. Anh cũng vậy, Facebook của anh chắc cũng để lâu rồi, cũng không xài. Chắc em cũng mấy năm. Anh cũng vậy. Nãy giờ có bạn chuyển yêu không? Dạ có, em thấy bạn hợp với em nhiều thứ. Rồi thì nghe cùng đạo là hợp rồi, nhưng mà giờ chừng nào đám cưới? Dạ tầm, nếu mà quen nhau hợp thì tầm 1-2 năm là đám cưới hả? 1-2 năm đám cưới hả? Dạ. Bên đây 23 tuổi, 25 là cũng vừa hả? Rồi đám cưới rồi sao? Rồi làm dâu không hay là ở đâu? Dạ tùy bạn chưa?
Nếu mà không biết em có ngại về chuyện làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Tại vì con gái thì ai cũng phải trải qua chuyện đó. Thì em cũng không có nghề gì. Ở dân chung ba mẹ sướng, hai chồng đi chơi bỏ con cho ông bà nội về giữ được nữa. Quá tiện luôn. Dạ. Nhưng mà trong tương lai thì em tính là mình sẽ tự lập, mình mua một căn nhà riêng của mình sẽ thích hơn. Đúng rồi, thì ai không thích vậy. Nhưng mà có đủ điều kiện kinh tế hay chưa thôi. Nếu mà bạn chịu ở làm dâu thì mình sẽ có thời gian đó sẽ nhanh hơn, mình sẽ tiết kiệm được vốn nhanh hơn, mình sẽ xây được nhà. Thì vậy đi, thời gian đầu mình cứ làm dâu cho tròn chữ hiếu đi. Không, với lại thời gian mới còn khó khăn kinh tế, về có ba mẹ lo này kia đỡ lắm. Thì nào ổn ổn 5-3 năm rồi mình ra riêng. Vậy là mình thấy là mọi thứ nó cũng ổn ha. Dạ, mọi thứ là ổn, em rất thích bạn. Rất thích bạn luôn. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một vài trò chơi của chương trình nữa, để cho hai bạn thêm khăng khít hơn, thêm hiểu nhau hơn. Rồi chúng ta mới đi đến quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Mỗi người sẽ bóc một lá rồi đọc lớn lên yêu cầu trong này giùm chị. Rồi, bạn nữ đọc trước đi. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng việc cõng bạn nữ, bạn gái một vòng. Được không em? Dạ, được ạ. Rồi, tiến lên làm liền. Mới ăn được có mấy hộp cơm mà. Qua đây ẩm cổng bồng gì đó, bạn gái đi một vòng để tôi sẽ ra đó. Đây nè, đi qua đây, đi lại đây là xong. Sao? Được mà, bình thường. Bạn váy xong cỡ. Mình cũng phải được chứ. Trời ơi, xiết cổ người ta hả? Xiết cổ người ta hả? Rồi không lấy hai cái tay cặp cái mông người ta sao lên? Ẩm nổi không? Dạ, tùy bạn hóa mà không ngại lần đầu hết để bạn. Rồi em cổng người ta nói không? Dạ được. Thì lên đi, người ta làm được. Nhưng mà lên không được. Ta lên không được, phải ẩm mới được. Ẩm vậy nè thì được. Em chỉ ẩm bây giờ không biết ẩm như thế nào. Đó, ráng đi, xoay vô trong. Phải thể hiện sức khỏe chứ. Thì đó, là ẩm vậy nè. Em thấy cái này khó không vậy? Thôi, bỏ qua cái... Sao bỏ được? Thôi để bạn... Cổng được. Cổng lên. Được mà. Thì em, nhưng mà hai cái tay em phải vòng qua sau mông người ta thì em mới lên được chứ. Dạ, dạ, dạ. Chứ em không vòng ôm sao lên. Người ta muốn có sự va chạm, người ta mới chơi trò chơi. Chứ không thôi, ông cứ... Tại sao cái tay em... Ủa, em cổng thì em phải vậy chứ. Dạ, em dạ. Cổng hai cái tay em vòng thòng gì sao ta lên. Tụi chị, bỏ qua cái gì, cái này em chứ anh... Rồi, vậy bóc thử thách khác cho em, dạ. Bóc thử thách khác đó. Rồi, em biến cứ luôn đi, coi thử thách khác là cái gì. Dạ. Học lớn lên, lần này là phải chịu nha. Bạn hãy tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Nhật. Được không? Cái này quá dễ rồi mà em tỏ tình cổ cũng đâu có hiểu gì đâu. Tỏ tình bằng tiếng Nhật nha. Nắm tay, nhìn vô, tỏ tình là sao em hiểu không? Xin chào, sang tiếng Việt đó là anh rất là thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên có gì sẽ cho nhau một cơ hội. Ủa sao ông nói ngắn ngủn vậy? Tôi nhớ tiếng Nhật dài lắm mà. Dạ, tiếng Nhật khi nào cũng dài gấp đôi tiếng Việt hết trơn á. Tại em nói nhanh đó. Nói lại cho người ta nghe coi. Hãy xin mời tất cả nội đề hoàn toàn đi sư khi đẹp. Dạ đúng không? Dạ. Hiểu không em? Dạ. À, anh dịch hiểu rồi. Dạ. Nhưng đặc biệt của người Nhật, người ta nói chuyện khi nào người ta cũng cúi đầu, người ta cũng cảm ơn người ta, được chưa? Dạ. Rồi về bốc thăm đây nè. Để xem. Rồi đọc lớn lên. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay bạn nam và nói những lời ngọt ngào nhất. Rồi em mời em qua đây. Dạ. Đứng thì em đứng đi, người ta qua với em nè. Tôi nghe ngọt mới được nha. Em muốn anh sẽ nắm tay em và đi hết quãng đường này. Anh rất vui và sẽ cố gắng, sẽ anh rất thích em từ ánh nhìn đầu tiên. Cái này tôi thấy nói thiệt chứ cái này không phải chơi game nha quý vị nha. Ta yêu cầu bạn nữ nói xong, bạn đàn ông có đáp lại luôn. Rồi chúc mừng hai bạn hợp lệ. Rồi mời hai em về vị trí. Thôi thật ra là không phải làm khó hai bạn làm gì, nhưng mà như vậy là chi, để hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, mình có va chạm chút xíu rồi đúng không, đỡ ngại ngùng. Với lại khi va chạm á là chúng coi thử coi có cái luồng điện nó chạy qua không. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là cái nút bấm để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu hai bạn thật sự thích nhau, cảm thấy hợp với nhau, có cái tiềm năng có thể đi được một cái đoạn đường dài thì chúng ta bấm nút. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta không rung động, chúng ta không thích, đây không phải là người chúng ta tìm, thì chúng ta không cần bấm và lấy tay ra khỏi nút bấm nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, một là bấm thật mạnh, hai là lấy tay ra nha. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa ông có đi học không? Ông biết đếm không? Sao tôi đếm mới có một ông bấm rồi. Thật sự thì lúc ngay chị lúc chị Thường mở ra là em đã bấm ngay đầu tiên rồi. Trời ơi sao vậy? Ba thì nó vẫn còn đó chứ nó có chạy đi đâu đâu. Sợ nhiều khi nút nó không ăn mình bấm 2-3 lần. Trời ơi thương ghê. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nha. Cái này không phải là chương trình chơi game nữa mà là thật sự. Và một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cho anh xin phép hôn em. Dạ. Lần đầu tiên. Dạ.
Chị Tường chúc mừng hai bạn. Alo. 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 Rồi xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, ok. Em tên là Lê Văn Phương, hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Và công việc của em hiện tại là đang làm hướng dẫn viên cá nhân và làm gia sư. Em từng tốt nghiệp ngành dược nhưng mà đa số là em sẽ không theo ngành dược, do em theo dinh dưỡng, thành ra em mới đi theo ngành hướng dẫn viên cá nhân. Dạ, ok. Rồi, mình làm là mình làm cá nhân mà mình làm cho công ty hay sao em? Dạ, em làm theo kiểu freelance á, là theo kiểu tự do. Dạ, giờ giấc kiểu tự do. Dạ. Em làm được bao lâu rồi? Dạ, em làm được 1 năm rồi ạ. Rồi, cái thu nhập mình thế thì nó ổn định không? Dạ, sao chị, cái đường truyền nó hơi vấn đề ạ. Dạ. Thu nhập của mình nó có ổn định không em? Dạ, dạ có. Thì khoảng bao nhiêu một tháng, mỗi tháng em trung bình đó, khoảng bao nhiêu? Bình đó. Cái này nó còn dao động theo kiểu mà kiểu khách book em, ví dụ như em dạy theo buổi, cứ mỗi buổi là dao động từ 200 tới 300 nghìn một khách, là tính theo ngày. Dạ, thì em sẽ chốt theo buổi, ví dụ như là em sẽ chốt tầm 40 buổi chẳng hạn, thì một tuần ví dụ quy đổi ra thì một tuần em sẽ được có 4 buổi cho khách. Dạ, thì như vậy thì nếu mà dao động thì nó sẽ tầm từ 15 trở lên và tầm 30 độ xuống. Dạ. Rồi, ok. Rồi, dạ. Thế thì em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ, ok. Về điểm mạnh của em thì em là một người hoạt ngôn, biết quan tâm và có trách nhiệm. Và nếu mà đường tình duyên của em thì thật sự ra em có một mối tình đầu được 6 năm và cũng vừa mới đây thôi, cũng gần 2 tháng. Dạ. Thì như vậy. Rồi lý do làm sao chia tay em nói luôn đi. Mình chia sẻ luôn cái mối tình đó, sao mà 6 năm mà chia tay. Dạ, tại vì nói rõ ra thì em cũng có những cái em sẽ không nói tiện nói ở đây, nhưng có một điều thì không hợp về quan niệm. Giống như có những vấn đề chúng ta sẽ giải quyết với nhau trong một thời gian ngắn, một thời điểm nào đó, nhưng dần dần chúng ta bỏ qua nhau, kiểu lờn qua nhau ấy, thành ra nó sẽ có một cái nút thắt, và nút thắt đó để tới mức độ mà không thể nào giải qua được nữa thì nó sẽ bung. Dạ, kiểu thế như thế thôi. Rồi vậy nhưng mà em nói chung chung như vậy á, là bên chị sẽ rất là khó, bởi vì cái mối tình đấy của em dù sao nó cũng là 6 năm á, mà em mới chia tay có mấy tháng à, bây giờ em không nói rõ lý do mà em chia tay bạn gái thì là sợ rằng cái bạn thứ hai, bạn tiếp theo đây bên chị làm mai cho em trên chương trình á, bạn ấy sẽ không hiểu được, hoặc là bạn ấy sẽ cảm thấy là em không có thành thật á trong cái mối quan hệ á. Ok. Thì chứ vậy cái nói câu chuyện đó thì thành ra là em lại nói xấu người khác thì cũng không tốt. Không, bây giờ em cứ nói với bọn chị xong, còn cái việc mà lựa chọn cái thông tin để em lên chương trình em chia sẻ thì bọn chị biên tập bên chị sẽ hướng dẫn cho em cái cách để tụi em lựa chọn được cái chi tiết em nói làm sao mà nó đẹp lòng cả đôi bên. Còn bây giờ ở đây nó chỉ có nội bộ của chương trình thôi, không có ai hết. Nên là em nên chia sẻ ra thì bọn chị mới biết được, để bọn chị có thể là ở cô gái tiếp theo bọn chị sẽ không kiếm cái người mà nó bị rơi vào những cái điểm xấu, điểm như cái mối quan hệ cũ của em nữa. Dạ. Thì cái điều đầu tiên thì cho em nghĩ là những cái việc gì mà chúng ta đã vượt qua, đã kiểu những cái khúc mắc chúng ta đã vượt qua rồi, thì đừng nên lôi quá khứ để lên nói ở thời điểm hiện tại. Cái điều đó, cái điều mà em nghĩ là tâm đắc nhất, em nhớ nhất, và đó là một điều em nghĩ là lớn nhất mà em từng trải qua. Dạ. Tức là bạn gái của em là hay lôi chuyện quá khứ ra để nói hay sao? Dạ đúng rồi, kiểu như vậy. Thì nói chung là 6 năm mà tụi em 6 năm là quá khứ gì để nói. Dạ, nó rất là nhiều chuyện, giống như em là một người có một cái tính giao tiếp rất tốt, một người hoạt ngôn, một người có thể giao tiếp với tất cả mọi người dù là độ tuổi này chăng nữa. Hiện tại em cũng làm gia sư, thì gia sư em dạy lớp 1. Và em thật sự em chỉ biết thì khi mà dạy lớp 1 thì nó không hề đơn giản. Dạ, thì đối với em tính tình rất là điềm và chịu áp lực cao. Nhưng con cái là em không phải là một cái tiếp người để nói. Ví dụ như em có thể nhắn với nhiều cái mối hệ nữ, nam, nhưng em không có thói quen là anh mới quen được bé này, anh mới quen được em này,
anh với chị được 1 tháng 2 tháng chẳng hạn vậy, thì em không người nói em, với lại em không hề ẵng một bất cứ điều gì cả, em cứ để ở trên đó. Bạn nữ nếu có đọc thì ok, có gì hỏi em, chủ động hỏi em bạn nữ này như thế nào với anh, bạn nữ này ở đâu, ok em sẵn sàng em trả lời. Nhưng bạn gái em thì nói chung không hỏi, cũng có vài lần sẽ hỏi nhưng có nhiều lần lại nhìn thấy và không hỏi em bạn bạn này như thế nào với anh. Và thế là mọi chuyện nó cứ dần dần nó tích lại và đến nỗi bùng một phát một em kiểu không trở tay không kịp. Nói chung lại nói chung là người bạn nữ đó là người nói đầu tiên. Và em nói thì thật sự ai thì cũng có tính xấu, ai thì cũng có tính tốt. Và quan trọng là phải cố gắng để sửa đổi và có thể làm tốt hoàn thiện hơn chẳng hạn vậy. Thế nên là tới ngày hôm nay cũng được chắc biết được 2 tháng chưa nữa em cũng không nhớ rõ, tại vì em cũng đã bắt đầu, khi mà em bắt đầu một mối quan hệ mới thì em bắt buộc em phải quên được người cũ và em mới bắt đầu cũng không kiểu vậy. Rồi em quên chưa? Dạ sao ạ? Em đã quên chưa? Hình như em nói là em mới chia tay được 2 tháng hả? Dạ nói chung khoảng thời gian mà sau chia tay được 1 tuần, không là chính xác là 4 ngày, thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất tệ với em. Và thực sự em nghĩ cũng không ngờ em lại rơi vào cái tình trạng như vậy. Thì em là người khá là kiểu sao ta, nói chung là không có bày tỏ cảm xúc ở bên ngoài, thành ra những cái chuyện mà em trải qua khoảng thời gian 6 năm đó thực sự chính mọi người xung quanh của em, nhất là ba mẹ em, thật sự không biết luôn. Cho dù em có ra ngoài em có gặp ba mẹ gọi nói chuyện, nhưng mà em thì đang ở riêng, thì hiện tại là đang khung phòng này này, đây là nhà của em riêng. Nên là em không có kiểu ra ba mẹ nhiều, cũng có ra nhưng mà ba mẹ không biết là con trai mình mới chia tay chẳng hạn vậy. Tức là cái mối quan hệ đấy của em là ba mẹ cũng đều biết hết rồi đúng không? Biết hết rồi, hai bên thì biết hết cả. Nhưng mà tụi em thì không muốn làm phiền tới phụ huynh, thành ra cũng chia tay trong im đẹp nhất có thể. Nhưng mà ý của chị hỏi ấy, là mới quen 6 năm mà mới chia tay 2 tháng như vậy á, là thì có ổn định chưa đúng không? Mối quan hệ của em, bản thân em đã ổn định chưa và dạ, khi mà đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới chưa đó? Dạ có, tại vì khi mà em bắt đầu lên đây là em đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ, giống như là em không muốn tới người sau mà lại vấn vương người trước. Từ điều đó em rất là kỹ, tại vì thứ nhất mình làm như vậy, cho dù mình có giấu người ta được đi, nhưng mà dần dần thời gian thì nó sẽ làm cho người khác, mình sẽ không có trách nhiệm người ta, mình kiểu bị hơi bị vô ơn người khác do mình nhớ tới người trước. Em cũng đã tự hỏi bản thân là mình có nên bắt đầu chưa hay mình cần thời gian để chữa lành. Thì đối với em thì khi mà khoảng 4 ngày đó chung là cắt tệ với em, nhưng mà sau tới ngày thứ 5 thì thật sự con người em nó đã dần dần chữa lành rất là nhiều. Rồi, giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì với em nếu mà ổn nhất thì quen gần nhà là tốt nhất. Thuận An, Bình Dương thì vẫn là tốt nhất, cùng tỉnh thì quá ok. Nói chung là ngoài tỉnh vẫn được. Em thì nói chung vấn đề cũng khá là ổn định về mặt kiểu đường đi, chung là địa lý thì ok, không sao cả. Nghĩ sao được, cứ sao quá thì sao, mặt lòng nó cũng khó lòng lắm. Rồi cái hai về mỗi người phụ nữ thì có để nói thì cứ trên 1,5 m, dưới 1,7 m là được, khoảng chừng đó. Dễ nhìn, có da có thịt chút. Một người không cần phải hoạt ngôn như em, chỉ cần có sự tôn trọng và có trách nhiệm là được. Với em thì chỉ cần hai điều đó thôi. Em là 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn gái kia là quen từ 18 tuổi luôn. Rồi, là bạn cùng cấp 3, cùng gần nhà hay là vào đại học thì quen? Em đó là em quen cách nhau 3 tuổi, em đó 2002, em thì năm 99, em quen lúc đó em vừa mới tốt nghiệp ở cấp 3 xong và em học dược và em đã quay lại trường. Hồi xưa em có đi thi học hiệu phụ đổng nên là em quay lại em dạy dược, em dạy môn cầu lông thì em quay lại để em củng cố lại cho cái nhóm câu lạc bộ cầu lông ở bên trường trên Hồ Đức. Thì mặt mai em lại gặp bé đấy trong hoàn cảnh là vừa mới vào trường chắc hồi tháng 10, như là ngày 30 tháng 10 là bắt đầu 6 năm tròn. Thì đó em quay lại là em mới có một cái tình cờ gặp bạn ấy. Thật sự lúc mà quen thì em tới đằng bây giờ em còn không hiểu hỏi tại sao là em quen bạn ấy vì điều gì nữa, em không biết luôn. Nó kiểu nó cứ tới dần dần và kiểu tụi em thì rất là đơn giản,
Miễn giải Rồi thì về đúng quen, không? vậy là quen 6 năm nhưng mà tính ra mất 3 năm để người ta lớn rồi đúng không? Hay chính thức gọi là tình yêu thực sự là 3 năm thôi đúng không? Chứ phải đợi người ta 3 năm người ta lớn chứ. Thì nói chung hồi nó nói như vậy thì cũng không phải, tại vì hồi xưa á em 18 tuổi thật sự ra cũng còn trẻ trâu lắm. mới vừa bước ra đời thôi, tại vì hồi xưa hẳn ra 18 năm để nói là em là con người rất là khác, mà sau 18 năm em con người khác. Thì trước 18 năm thì em là con người thật sự không biết làm việc nhà, nói thật. Do ba mẹ làm tắt hết rồi, em chỉ có việc là ở quét nhà thôi. Cái chén, cái đũa, cái nồi cơm em còn chưa biết nấu. Thật cũng khá là tệ, nhưng mà khoảng thời gian nào em sau khoảng thời gian 18 tuổi em mới bắt đầu quen thì em mới có cái trách nhiệm nhiều hơn, là tự học nấu ăn, đi làm những công việc mà mình chưa bao giờ mình làm, mình thấy thôi nhưng mà chưa làm, như làm bồi bàn, làm thuê. Tuy thật sự đó hẳn ra công việc kiếm được 150 200 ngàn đối với em thật sự ra nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà nó cho em cái sự trải nghiệm rất lớn về về cách nhìn và cách nhìn nhận cuộc sống này đó là như vậy. Rồi, ok. Cảm ơn Phương ha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì Dạ. có người phù hợp, có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em ha. Có năng khiếu Dạ. tài lẻ gì thì cứ chuẩn bị sẵn cái sau đó rồi mình phô lên ha. Dạ. Ok. Cảm ơn em nhiều. Chào em. 1 phút để thở vậy. Dạ. Em mới ở trên ở dưới nhà dưới em chạy lên đó chị, lên lòng nó mệt đó chị. Sao? Chắc là đợi chương trình lâu lắm rồi nên là thấy có cuộc gọi của chương trình là mừng lắm đúng không? Dạ, anh chị tối về nói chung là em cũng thích chương trình lắm, nhưng mà em sợ chị em chỉ dám đăng bài trên group bạn của họ mình thôi, chứ em không có dám tham dự trên TV. Sao vậy? Dạ, tại vì em thấy mấy bạn nữ dẫn nó nói chung là nói chung phải riêng mấy bạn nữ đó nữa mà ai cũng thích con trai cao chị, em chưa tới mét sáu nên em ngại lắm. Không có sao đâu, tìm tìm những bạn mà dưới mét sáu, thích những bạn mà Dạ không dạ sao ý đâu. ý của em cũng là vậy, nhưng mà mấy bạn nữ cũng dù cho người ta có hấp người ta cũng có chạy cao chị ơi. Mi ơi, Mi, Mi còn ở đây không, hỏi tiếp giùm chị cái Mi. Alo. Dạ Ok, đợi đợi chị xíu nhé. Có Mi ở dạ trong đấy không dạ vậy, Quỳnh ơi? Rồi, ok. Mình phỏng vấn nhanh này. dạ Rồi, giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi em. dạ dạ em tên Lương Minh Chí chị, em sinh ngày 19 tháng 9 1989 à. Nhà em ở Úc Đức rồi, gia đình em có ở Úc Đức luôn ạ. Lương Minh Triết hả? Dạ Lương Minh Chí chị, Lương Minh Chí, Chí Lương Minh TR Trí, rồi. cái Rồi, Trí là sinh năm 89 đúng không? Gia đình ở Thủ Đức. Rồi em đang làm công việc gì? dạ, em đang làm việc cho gia đình em chị, nhà em có một cái khách sạn nhỏ tính chất gia đình à. Nhà có khách sạn nhỏ. Thủ Đức là khúc nào vậy em? Dạ ở Thủ Đức chị, khách sạn Hành Ngã tư Thủ Đức Phát. hả? Dạ không, ở ngay Khách ngay sạn Thành Phát. chợ Hiệp Bình đó chị, chợ Hiệp Bình. Thành Phát hả? Dạ chợ Hiệp Bình, số nhà 30 xẹt 2 và khách sạn Hành Phát. Sạn lâu chưa? Dạ nhà em được 11 12 năm rồi chị. 11, 12 năm rồi hả? Là Dạ. em là kinh doanh phụ cho gia đình. Dạ. Nhà em có em với lại ba mẹ em, nhớ em thì lấy chồng rồi à. Em thì lấy chồng rồi hả? Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trí? Dạ, điểm mạnh em của em là em thấy em hòa đồng vui vẻ, em hoạt bát chị, ý là với mọi người em bình thường à. Còn với lại em còn nói chung là em thấy mọi người vui vẻ với em lắm, em thấy người lớn người ta cũng thích em nữa, em nghĩ đó là điểm mạnh của em chị. Dạ Ok, rồi về tình trường của em thì sao? dạ em có ba mối tình chị, em chưa kết hôn lần nào, Ba nhưng mà mối tình. em có một bé trai 11 tuổi ạ. Trời ơi, sao chưa biết hôm nào có bé trai 11 tuổi rồi? Dạ ấy là cái mối tình thứ hai của em ấy chị, là em phát hiện bạn đó ngủ với cái ông bầu số chị, tại bạn đó làm ca sĩ nghiệp dư. Dạ lúc đó là khi em phát hiện đó chị, là cũng cũng ngay lúc bạn đó nói là bạn đó đang có thai á,
nên em không có tin là con em, nhưng mà nếu mà quen em cũng không cưới nữa. Ừ. Tại khi em nhưng quen mà anh, sao? Dạ thì em xác định cưới, nhưng mà tại vì bạn nói em phát hiện vậy nên em không có cưới được. Rồi em không có nói ra liền, tại vì em nói ra là thế nào bạn nó cũng phá thai rồi, lúc đó đứa bé đó bây giờ con ai thì nó cũng sẽ chết. Cho nên em viện cớ là gia đình cấm cản cho tới khi khoảng 6 tháng á chị. Tới 6 tháng là coi như không có phá thai được nữa, là lúc đó em mới nói là em biết hết rồi vậy đó. Thì cuối cùng bạn nó cũng chấp nhận, nhưng mà bạn nó nói là con là chắc chắn là của em, tại vì dưới mấy cái ông bầu sơ kia là bạn bạn có xe bao á. Thì em nghe cũng tức lắm, thì lúc đó coi như em không chắc định quen nữa. Thì đứa bé đó, em không nghĩ là của em đâu, tại nhưng mà cuối cùng khoảng nhưng giờ em có nhận nuôi con đâu. Dạ tới khoảng 7 đến tuổi gì chị, thì em mới đi thử ADN là đúng là con em thiệt. Thì từ đó em mới phụ và bạn đó nuôi bé. Với lại lâu lâu nó có chở con lên nhà em á, rồi ở chơi mấy ngày để cho em với ba em gặp bé. Nói chung cũng gặp thường xuyên lắm chị. Là bạn bạn gái vẫn đang nuôi con. Dạ. Mà khoảng sau khi chia tay khoảng mấy tháng chị, em có đi thử máu là chứ em không có bị bệnh HIV, em cũng không có bệnh gì khác. Tại vì em lại em với người không chung thủy nên em sợ em bị bệnh gì mà mốt em lại cho người khác tội người ta. Trời ơi. Dạ. Dạ cái đó em cũng phải thử rồi, để em trình báo chị vậy đó. Cẩn thận quá đúng không? Bây giờ muốn tìm những người như thế nào nè? Dạ, ý là em muốn bạn gái cao dưới 1m6, hiền, thì có khuôn mặt phúc hậu, dễ thương, hết là chị vậy thôi. Dạ, rồi bạn gái đang làm cũng được, miễn có gì làm là được rồi. Dạ. Và nhà có khách sạn là thu nhập ổn đúng không? Dạ, nhà cũng ổn chị. Nghe là vậy là khúc 30 là đường ba được hẻm 30 nó ra ngoài đầu đường này gần chỗ vòng xoay Hiệp Bình đúng không? Dạ đúng rồi chị, là ngay cái vòng xoay tròn tròn ngay chỗ chùa An Lạc Hiệp Bình đó chị, quẹo ngay trường ngay cái đường Hiệp Bình đó, là chị thấy hẻm 30 là nhà em nhà thứ hai, còn nhà thứ nhất là nhà của cậu út em, còn nhà thứ thứ ba là nhà của dì Tư em. Nói chung nguyên dòng họ em nó nguyên một cái đường đó luôn đó chị. Ok. Rồi, ok, cảm ơn Trí nha. Hôm nay một phỏng vấn sơ lược thôi, nhưng mà có tự tin để lên chương trình không? Dạ. Em cũng hảo, giúp chắc, nhưng mà tới đó thì em gán chị. Rồi, ráng thì nó chờ, bây giờ tôi có tự tin không? Mình hôm trước là chỉ có nói là tự ti vì thiếu chiều cao thôi, nhưng bây giờ là có người phù hợp với chiều cao của mình. Nhưng mà bạn đó, ý là chị kiếm giùm em mấy bạn mà chấp nhận trai lùn đó chị. Ừ, nhưng vấn đề là ok, có những bạn chấp nhận như vậy, nhưng mà em đủ tự tin chưa? Dạ. Dạ, cũng được, dạ được chị. Ừ, xua nha. Dạ. Dạ, ok, dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn rồi, chị. Cảm ơn em. Chào vậy, em. Vậy giờ em có cần phải làm hồ sơ gì gửi chị không? Đó, làm giấy xác nhận độc thân đi em. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Xin bạn muốn để coi là cách bạn nói chuyện như thế nào ấy, cho bạn giới thiệu cho mình về họ tên, tên tuổi, quê quán người ta. Rồi. Dạ, em năm nay là năm 1998, tên là Dương Minh Lành, quê quán ở Sóc Trăng. Hiện tại thì sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. Bạn sinh năm bao nhiêu? 1998 ạ. 1998 rồi. Rồi bạn làm nghề gì? Dạ, nhân viên bán trang sức ạ. Bán trang sức. Rồi, hiện tại mức thu nhập của bạn là bao nhiêu? Mức thu nhập thì từ 10 tới 12 triệu thôi ạ. Tới 12 triệu rồi. Sống ở quận 7 nè. Em sống với cha mẹ thế nào? Không, tại vì em ở quê đó, em lên Sài Gòn làm thôi. Quê bạn ở đâu? Ở Sóc Trăng ạ. Quê Sóc Trăng rồi. Bạn giới thiệu sơ cho mình về tính cách của bạn nha, điểm mạnh, điểm yếu nè. Em thì tính cách kiểu ôn hòa thôi, bình thường như bao người thôi ạ. Mà cái là hơi nhút nhát tí ạ.
nhút nhát. Rồi bạn có phải là một người không có gia đình không? Dạ có ạ. Bạn nấu cơm được không? Bạn lo lắng chăm sóc gia đình được không? Dạ được ạ. Của gia đình rồi. Về điểm yếu nha, bạn có hút thuốc, cờ bạc hay là tứ đố tuần không? Dạ không ạ. Không biết hút thuốc hả? Không biết hút thuốc ạ. Rồi, về vậy thì thường bạn lại trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một thôi ạ. Một mối tình chính thức. Rồi, bạn kể cho mình mối tình đó đi. Bạn kể đi, mối tình đó như thế nào, quen nhau ra sao, lý do tại sao hai người lại chia tay? Dạ. Mối tình đó cũng quen nhau trong làm việc thôi, tình cờ thôi. Rồi sau cũng một thời gian 2 năm sau, dạng như là em công việc bận quá nên không có thời gian cho bạn ấy. Không có thời gian dành cho bạn ấy, rồi chia tay hả? Vâng ạ. Lý do chia tay chỉ là không có thời gian thôi. Vâng, đúng rồi. Rồi hiện tại bạn biết chương trình Bản Nguyện Hò, trên chương trình là mình sẽ ghi hình đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì bây giờ bạn mong muốn bạn gái của bạn thế nào? Cái của mình cũng bình thường thôi. Phải giống như biết thông cảm cái công việc của mình đó. Ừ. Chiều cao này như thế nào? Bạn cao mét nhiêu? Em cao 1m62 ạ. Cao cái gì? Rồi bạn ấy cao nhiêu rồi phù hợp với bạn? Bạn ấy cao từ 55 trở lên là được rồi ạ. Rồi, quê bạn ấy sống ở đâu phù hợp với bạn? Ở đâu cũng được ạ. Em rất dễ. Yêu xa được đúng không? Dạ, vẫn được. Rồi, nghề nghiệp thì cô ấy làm công nhân hay là gì được không? Sao ạ? Nghề nghiệp cô ấy làm công nhân hay là bạn lo cho bạn ấy được không? Vâng, vâng, được ạ. Em không quan trọng cái điều đó. Ok. Tuổi tác thì như thế nào? Tuổi tác thì là năm từ chín mấy trở xuống thôi ạ. Đừng quá tuổi rồi. Ok, rồi. Thì đây là chỉ là một buổi casting tổng hẹn hò thôi. Thì nếu mà tụi mình kiếm được người phù hợp sẽ làm được cái bạn sâu hơn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lòng rồi, cảm ơn.